Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ là một nam diễn viên ca sĩ người Trung Quốc, sinh vào ngày 27 tháng 8 năm 1992 tại Hạc Long Giang. Năm 2015, Phùng Kiến Vũ đã tham gia diễn xuất chính trong bộ phim chiếu mạng Nghịch tập Chi ái Thượng tình địch mà chính thức ra debut. Năm 2016 phát hành mini album Hồng, đồng thời đóng vai trò sản xuất kiêm diễn viên chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng Vô hạn đấu giới Chi ám giả song long. Năm 2017 phát hành album Dám yêu thì đến, đồng thời đóng vai chính trong bộ phim hài Quỷ sứ thần sai. Ngày 9 tháng 8 năm 2015, Phùng Kiến Vũ đã cùng với Vương Thành, Trần Thu Thực, Thái Chiếu đã hợp tác diễn xuất trong bộ phim chiếu mạng Nghịch tập Chi ái Thượng tình địch. Trong bộ phim, anh vào vai Ngô Sở Úy, mô kè vừa nghèo vừa thất bại, phản công trở thành Cao Phú Soái, và từ đó thì Phùng Kiến Vũ chính thức bước chân vào làng giải trí. Ngày 16 tháng 9 năm 2015, Phùng Kiến Vũ đã tham gia đóng Nghịch tập Chi ái Thượng tình địch. Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Phùng Kiến Vũ đã cùng với Vương Thành phát hành single Hạ Này, không chỉ giành được vị trí đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc mới châu Á 4 tuần liên tiếp mà còn giữ vị trí này trong cả tháng 10 và tháng 11. Ngày 21 tháng 11 năm 2015, Phùng Kiến Vũ cùng với Vương Thành tổ chức fan meeting Hạ Này tại Thiên Tân, Thanh Vũ fan meeting tại Thiên Tân. Tháng 12, Phùng Kiến Vũ được mời tham gia vào lễ hội chia sẻ chiến lược âm nhạc Đại Mễ, fan meeting Running Man Hàn Quốc tại Vũ Hán, Trung Quốc và festival Có Nhân Thái Độ do Võng Dịch tổ chức. Ngày 26 tháng 12 năm 2015, Phùng Kiến Vũ cùng với Vương Thành tổ chức fan meeting Hạ Này lần thứ 2 tại Thành Đô. Tháng 1 năm 2016, Phùng Kiến Vũ cùng với Vương Thành lần đầu tiên nhận được giải thưởng nghệ sĩ có sức ảnh hưởng Nhật Nam tại Phồn Tinh Thỉnh Điển. Cũng trong năm đó, ngày 16 tháng 1 năm 2016, Phùng Kiến Vũ cùng với Vương Thành tổ chức fan meeting Hạ Này cuối cùng tại Thâm Quyến. Tháng 3, Phùng Kiến Vũ đảm nhiệm vị trí MC Thảm Đỏ tại lễ trao giải âm nhạc châu Á Kogu và nhận được giải thưởng nghệ sĩ được yêu thích nhất Tinh Lạc Phường. Tháng 4, Phùng Kiến Vũ đã nhận được giải thưởng nhân vật nổi tiếng của năm cùng với 3 giải thưởng khác tại lễ trao giải hàng năm. Tháng 5, Phùng Kiến Vũ cùng với Trương Hiểu Lâm hợp tác diễn xuất bộ phim Nhất Lộ Hướng Nam. Trong bộ phim, Phùng Kiến Vũ vào vai học bá cao lãnh Dù Dù và phát hành ca khúc chủ đề của phim. Tháng 7, thì Phùng Kiến Vũ cùng với Vương Thành hợp tác diễn xuất trong bộ phim chiếu mạng khoa học viễn tưởng Vô Hạn Đấu Giới. Trong phim, diễn vai Trần Dương, một người vui vẻ, có nhiệt huyết với trò chơi giải đố và lập luận. Tháng 8, Phùng Kiến Vũ tổ chức sinh nhật đầu tiên. Tháng 12, Phùng Kiến Vũ phát hành single Cuồng Tưởng. Sau đó, anh cũng phát hành single Rừng Thép. Các khúc này cũng là ca khúc chủ đề của bộ phim Mang Siêu Cấp Thần Dương. Tháng 1 năm 2017, Phùng Kiến Vũ tổ chức concert năm mới đầu tiên, Thời Gian Đẹp Nhất tại Thượng Hải. Tháng 2, anh đã tham gia diễn xuất trong bộ phim chiếu mạng cổ trang Thích Khách Liệt Truyện 2. Tháng 3, Phùng Kiến Vũ thể hiện ca khúc chủ đề trong bộ phim truyền hình Thanh Xuân Khoa học Viễn tưởng Mi Nam Khác Biệt phần 2. Sau đó, bộ phim hài mạng Quỷ sứ thần sai mà Phùng Kiến Vũ đóng vai chính cũng được khai máy. Tháng 5, Phùng Kiến Vũ phát hành album Dám yêu thì đến. Về hoạt động, kịch tốt nghiệp toàn gia phục. Tháng 6 năm 2015, Phùng Kiến Vũ tham gia vào kịch tốt nghiệp của trường Đại học Liên hiệp Bắc Kinh Toàn Gia Phúc. Anh đã đảm nhiệm vai chính Vương Mạn Đường, đặc biệt tính cách của nhân vật nam chính đã được anh thể hiện tinh tế và sâu sắc, nhận được nhận xét vô cùng tích cực từ thầy giáo và sinh viên. Thầy Ngô giảng dạy khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh trong bình luận đã nhận xét Phùng Kiến Vũ như sau: Ngọc chưa mài nhưng đã tràn đầy ánh huỳnh quang. Phùng Kiến Vũ tuy vẫn còn non trẻ nhưng qua một thời gian nữa, trải qua sự mài giũa đánh bóng của hàng ngàn vai diễn khác nhau, lột bỏ lớp vỏ còn non nớt, nhất định có thể tỏa ra ánh hào quang. Tháng 5, tháng 6 năm 2015, Phùng Kiến Vũ tham gia đóng bộ phim chiếu mạng Nghịch tập Yêu phải tình địch, được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên.
Anh đã đảm nhiệm vai nam chính Ngô Sở Úy, Phùng Kiến Vũ với vẻ ngoài đẹp trai thanh khiết và khả năng diễn xuất đặc sắc tinh tế, nhanh chóng đã nhận được một lượng fan hâm mộ và được nhiều người biết tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ chúng tôi.